Chiều ngày 7 tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức lễ tổng kết hội thi thiết kế sản phẩm đồ họa, thông tin tuyên truyền nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội với chủ đề cam kết đổi mới hành động. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết, sau một tháng phát động từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023, hội thi đã thu hút 44.559 lượt người quan tâm theo dõi và có 238 cá nhân tập thể tham gia. Hầu hết các tác phẩm đều có sự đầu tư, sáng tạo, có tính ứng dụng cao, bám sát chủ đề, hình ảnh đẹp, bố cục hài hòa, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng vẫn đảm bảo truyền tải tinh thần của Nghị quyết 98. Hội thi đã góp phần đưa Nghị quyết 98 của Quốc hội cùng các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của thành phố triển khai Nghị quyết 98 lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố cùng tìm hiểu, cùng tham gia, đóng góp, hiến kế, góp ý, góp phần đưa Nghị quyết 98 đi vào thực tiễn cuộc sống. Phát biểu tại lễ trao giải, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá các tác phẩm đã có cách tiếp cận rất sát với yêu cầu, cũng như có những cách thể hiện độc đáo, sáng tạo, thú vị, thể hiện tình cảm, niềm tin đối với sự phát triển của thành phố. Đồng chí kỳ vọng những cuộc thi sau này không chỉ dừng lại ở Nghị quyết 98 mà còn mở rộng đến những nghị quyết, quyết sách khác, phát triển đất nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Các tác giả ở ba bản đã có sự tiếp cận rất sát với từng nội dung cụ thể mà Nghị quyết 98 có đề cập, thông qua về hình thức và làm sáng tỏ thêm về nội dung. Để từ đó chúng ta tạo ra một sự lôi cuốn nhân dân thành phố, mang theo đó là tình cảm vì một sự phát triển của thành phố chúng ta bước vào giai đoạn mới, được thêm sức từ Nghị quyết 98. Để từ đó chúng ta có sự gắn kết, tạo nên phong trào thi đua, các cuộc hoạt động để góp phần xây dựng thành phố chúng ta nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống và góp phần quảng bá hình ảnh thành phố, tầm vóc của thành phố chúng ta trong tương lai. Chia sẻ trong buổi lễ, bạn Trần Lê Trọng Văn đến từ đoàn trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đoạt giải nhất bảng C, mong muốn tác phẩm Motion Graphic Nghị quyết 98 về khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh hùng cường của mình sẽ khơi dậy niềm tin, niềm tự hào của các bạn đoàn viên, kỳ vọng mọi người nhận thức rõ vai trò của mình trong quá trình hiện thực hóa nghị quyết. Còn anh Trần Hồng Ân đến từ tạp chí Khoa học Phổ thông giải nhì bảng A, tham gia hội thi qua thể loại infographic cho biết, với tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm kiên nhẫn và hợp tác đồng đội, anh tin rằng mỗi chúng ta đang góp phần tạo môi trường tích cực và hiệu quả để hiện thực hóa Nghị quyết 98, góp phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Qua vòng sơ khảo và trung khảo, ban tổ chức đã chọn ra được 2 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng gần 160 triệu đồng. Dịp này, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tặng giấy khen cho 18 đơn vị có thành tích xuất sắc đoạt giải thưởng trong hội thi thiết kế sản phẩm đồ họa thông tin tuyên truyền Nghị quyết 98 của Quốc hội. Nghị quyết 98 thì mới được triển khai cách đây chưa được lâu, thì tuy nhiên đây là một cái nội dung quan trọng, một cái đánh dấu cái sự phát triển vượt bậc của thành phố trong tương lai gần nhất. Việc tuyên truyền Nghị quyết 98 là một cái việc mà rất là quan trọng, rất là cần thiết để có một cái sự phối hợp chặt chẽ, đồng đều giữa các ban ngành, đoàn thể, các cá nhân và tập thể. Thì thông qua cái việc mà thiết kế cái sản phẩm infographic tuyên truyền cho các nội dung chính của Nghị quyết 98 gồm 7 nội dung chính, thì tôi mong muốn là được chắt lọc nội dung từ Nghị quyết 98 để có thể là phổ biến, tuyên truyền rộng rãi hơn, có thể hiểu rõ, hiểu sâu, hiểu rộng về Nghị quyết 98, từ đó có một cái sự bắt tay trong cái việc triển khai thực hiện.
hiện tại em rất là vui khi mà đoàn khoa học của em Vinh Hạnh được nhận giải trong cái đợt tìm hiểu nghị quyết lần này. Đối với bản thân tụi em thì tụi em mong muốn sẽ được là người đọc tìm hiểu nghị quyết, rồi xong tìm cách lan truyền, lan tỏa cái nghị quyết này bằng một cách dễ hiểu nhất cho các bạn sinh viên trong trường. Đợt này tụi em về, tụi em sẽ đăng lên trên fanpage của đoàn khoa tụi em và cũng có sẽ nhờ đoàn trường đăng lên trên fanpage để lan tỏa rộng hơn cho các bạn sinh viên trong trường.